Quý vị xem các nhà khoa học nói với chúng ta Đưa ra một số liệu căn cứ Ngày nay trên địa cầu này Tổng số nhân khẩu Khoảng trên dưới 65 ức Tổng nhân khẩu 65 ức Một phần trăm căn số bậc hai Tức là khoảng 8.000 người Nếu trên thế gian này có 8.000 người Đầy đủ tâm chân thành cung kính thì thế giới này sẽ không có thiên tai trận động đất hôm qua ở nhật bản sẽ không phát sinh đây là lời chân thật tuyệt đối không phải giả giới khoa học khẳng định sức mạnh ý thức tập thể rất lớn Chúng ta không thể tưởng tượng được Loại năng lượng lớn này Có thể quá giải xung đột Có thể quá giải Những thiên tai trên địa cầu Điều này nói rõ Địa cầu có nhiều thiên tai như vậy Là do người thiện trên địa cầu quá ít chưa đến tám 000 người Có rất nhiều người nghe rồi Dũng khi rất đáng được người kính phục Tôi đến Tôi đến gia nhập thêm vào Một trong tám ngàn người đó Nhưng hỏi quý vị Quý vị có mấy phần tâm cung kính Tôi có mươi phần tâm cung kính Tôi chân thành cung kính Nhưng đối xử với oán thân trái chủ Không có chút cung kính nào Dẫn hận họ thấu xương Như vậy chứng tỏ cung kính đó là dạ Không phải thật phải luôn ghi nhớ rằng nhất thiết cung kính nhất tâm đảnh lễ nhất tâm nhất thiết đó nói cách nào câu đầu tiên trong lệ kỵ nội vô bất kính vô bất kính đó phải nói như thế nào Đây là tiêu chuẩn Các nhà khoa học đưa ra số liệu căn cứ 8.000 người Là mối tiêu chuẩn như vậy Đối mặt với một đống phân bò cũng phải cùng kiếm Giống như đối với Phật vậy Nhất định không có chút tâm khinh mạng nào Vì sao? Bởi đó cũng là tự tánh biến hiện Tự tánh chính là tỳ lô giá na Phật Có thể không cung kính sao? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Tâm ở đây là chân tâm Tất cả Pháp là chân tâm sở hiện Chân tâm sở sanh Có thể không cung kính sao Còn có thể đi khắp nơi nói mình là độc tôn chăng Chúng ta dùng tiêu chuẩn này để đo lường mười biết tám ngàn người là quá khó. Trong Phật pháp, nhân số Phật nói ít hơn so với các nhà khoa học nói. Các nhà khoa học yêu cầu tám ngàn người, Phật yêu cầu mấy người? Bốn người. Bốn người là một tăng đoàn Tăng đoàn này là Thực hiện viên mãn lục hòa kính Là tăng đoàn lục hòa Tăng đoàn này ở đâu Thì tất cả thiên tài Đều được quá giải Quý vị có đồng ý tham gia vào tăng đoàn này chăng? Tăng đoàn có hai điều kiện quan trọng nhất là Tiếng hòa đồng giải Và giới hòa đồng tu Như thế nào là kiến hòa đồng giải Lục căng đối với cảnh giới lục trần Thật sự làm được Không khởi tâm không động niệm là hòa Tức kiến hòa đồng giải Đây là người như thế nào? dùng tiêu chuẩn trong kinh hoa nghiêm để nói thì bốn người này là hàng sơ trụ của viên giáo trở lên không phải là người phạm bốn người này ở cùng nhau là chuyển phàm thành thánh Đến đâu để tìm Một người cũng tìm không thấy Vì sao tìm không thấy Bởi chính mình chưa thành tựu Nếu chính mình lục căng đối với cảnh giới lục trần Mà như như bất động Không khởi tâm không động niệm Thì mới có thể tìm thấy Chính mình chưa đến trình độ này Thì đó đều là vọng tưởng Như vậy làm sao có thể tìm được Đây là tiêu chuẩn của Đại Thừa Chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống Hạ đến thấp nhất Thấp nhất là gì? Là sơ tín dị trong thập tịnh Bồ Tát Đây là thấp nhất Thấp nhất cũng phải làm được Phá tử tướng mà trong Kinh Kim càng nói Không chấp trước ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Thật sự đã buông bỏ Như trong Kinh Kim Càng nói Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Như vậy là sơ tính dị Trong thập tính dị của viên giáo Là năm nhất của tiểu học Chỗ chúng ta ở Mặc dù vẫn có thiên tai Nhưng không lớn Sẽ không có tai hại nghiêm trọng Vì sao? Chúng ta là người có phước báo chân chánh Người có phước ở đất phước Đất phước thì người có phước ở Có phước báo thì có thể chuyển cảnh giới